Kỷ niệm 70 năm ngày Bác Hồ gửi thư cho đồng bào và cán bộ Lai Châu 12 tháng 12 năm 1953, 12 tháng 12 năm 2023. 70 năm qua, lời Bác dặn trong thư gửi đồng bào và cán bộ Lai Châu sẽ mãi là tài sản tinh thần vô giá, không chỉ là nguồn động lực mà còn là kim chỉ nam soi đường cho Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Lai Châu đoàn kết, sáng tạo, xây dựng và phát triển quê hương Lai Châu ngày một giàu đẹp. Tự tin, hội nhập và phát triển để thực hiện thắng lợi mục tiêu xây dựng tỉnh Lai Châu phát triển nhanh và bền vững, phấn đấu đến năm 2030 trở thành tỉnh phát triển khá trong khu vực các tỉnh miền núi phía Bắc. Đến năm 2045 là tỉnh có kinh tế xã hội đạt mức trung bình của cả nước, theo tinh thần Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 14, nhiệm kỳ 2020-2025 đã xác định. Kỷ niệm 70 năm ngày Bác Hồ gửi thư cho đồng bào và cán bộ Lai Châu 12 tháng 12 năm 1953, 12 tháng 12 năm 2023.